Rồi xin chào các anh chị nhà đầu tư. Hello quý anh chị nhà đầu tư rất vui cùng quý anh chị nhà đầu tư quay trở lại với lại video nhận định thị trường vào ngày chủ nhật. À, chúng ta sẽ bắt đầu một cái tuần mới vào ngày mai. Vậy thì chúng ta nên có kế hoạch hành động như thế nào và à, chúng ta cần phải làm rõ ba cái vấn đề của chúng ta rất là lớn trong ngày hôm nay. Ha? Bởi vì đây là ba cái vấn đề mà khá nhiều anh chị nhà đầu tư của chúng ta đang quan tâm cũng như nhắn tin để em làm một cái video thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái yếu tố là thị trường của chúng ta tại sao phiên giảm à, cái tuần đầu tiên của tháng 10 là giảm điểm mạnh như vậy nó có yếu tố gì rủi ro hay không à, yếu tố thứ hai là đây là một cái nhịp uh, correction là một nhịp điều chỉnh uh, phù hợp hay đây là một cái nhịp uh, thị trường của chúng ta lại phân phối tạo đỉnh nó tiếp tục câu chuyện nó lại uh, xả hàng ra ha sau một cái nhịp nó tăng mạnh từ giai đoạn uh, 2020 chứ, trở lại đây rồi tới yếu tố thứ ba là cái yếu tố là chúng ta cũng thấy được là thị trường của chúng ta dạo này hiện tại là dòng tiền đang đổ vào hay dòng tiền đang rút ra để chúng ta biết được cái việc mà chúng ta đang làm hiện tại là nên tái đầu tư hay chúng ta nên rút tiền ra ha thì những cái câu hỏi này là những câu hỏi mà rất là quan trọng để cho chúng ta ra được một cái quyết định đầu tư trong giai đoạn sắp tới cũng như là anh em mình sẽ làm rõ cái vấn đề là hiện tại đây là một cái vùng rủi ro hay đây là một cái vùng cơ hội cho chúng ta để chúng ta tiếp tục đầu tư thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái vấn đề chính thì chúng ta sẽ trả lời được tiếp thị trường của chúng ta đang rủi ro hay là thị trường của chúng ta nó đang uh, có nhiều cơ hội ha cũng như cái câu chuyện ngày mai là nếu như ngày mai mở gấp tăng thì có nên mua hay không hay là chúng ta sẽ hồi và bán thì cũng rất nhiều anh em cũng uh, gặp một cái cả ngắn hạn đúng không mà cũng đang có một cái sức lỗ nhẹ không nhiều đâu nếu mà nhịp như này lỗ rất nhẹ tại sao anh em biết được cái nhịp giảm mạnh nhất trong giai đoạn vừa qua đó là đến từ cổ phiếu bất động sản là nó diễn ra vào ngày thứ năm và tới ngày thứ sáu chúng ta thấy được các cổ phiếu bất động sản đã có những cái sắc xanh và một số cổ phiếu bất động sản còn lại giảm rất nhẹ ha chỉ đâu đó tầm khoảng một phần trăm đổ lại lý do tại sao thì anh chị cũng biết rất rõ rồi Sau khi phiên thứ năm có một cái phiên quay xe Của nhóm cổ phiếu ngân hàng Thì chúng ta thấy ngay lập tức lực bán ra rất là mạnh Đến từ nhóm cổ phiếu Bất động sản đặc biệt là Vinhome sau đó là đến các nhóm cổ phiếu bất động sản khác, ví dụ như phát đạt đất xanh, một áp lực chốt lãi ra tương đối là mạnh. Rồi tới cái ngày thứ sáu tiếp tục là một cái nhịp ép bán nữa cổ phiếu ngân hàng để cho thị trường của chúng ta tiếp tục giảm đỏ. Thì anh em biết được là lý do tại sao nhóm cổ phiếu ngân hàng lại gây áp lực như vậy nữa chúng ta sẽ đi vào cái phần đồ thị để chúng ta trả lời trong cái giai đoạn phân tích cổ phiếu và phân tích cái hoạt hành động vào ngày mai ha. Rồi, à, các câu hỏi là như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng cái câu hỏi để chúng ta giải đáp xem coi thị trường chúng ta liệu đang ổn hay là liệu đang có những cơ hội rất tiềm năng cho nhà đầu tư của chúng ta nhé. Rồi không làm mất nhiều thời gian của các nhà nữa, chúng ta đi vào video ngày hôm nay ha. Nếu như chị chưa like thì có thể để lại cho em một lượt like hoặc là một lượt comment hoặc lượt share. Cũng như là nếu như chị nhà đầu tư chưa có người hỗ trợ tại SSI có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0915215247 để cùng hợp tác đầu tư ha. Chúng ta cùng đi cùng đi cùng một con đường để xem coi uh, mức lợi nhuận và về đích có được nhiều hơn sự kỳ vọng hay không rồi nha. À, rồi trước khi đi vào cái uh, nội dung chính của ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là cụ thể uh, cái giai đoạn ngày thứ sáu vừa qua ha anh chị thấy được là có một cái việc mà thị trường của chúng ta đang có những cái vấn đề lớn cứng lớn cứng. khi mà có một cái tuần uh, giảm điểm tương đối là mạnh sau đó là các nhà đầu tư cũng tương đối là e dè bởi vì cái tỷ lệ báo cáo thất nghiệp của Mỹ sẽ ra vào ngày thứ sáu thì họ cũng đang tương đối là e và họ có một cái nhịp sọt đúng không ạ sọt về cái vùng thấp nhất thấp nhất ngày cũng như là vn index đóng cửa thấp nhất ngày là một nghìn hai trăm bảy mươi đưa về cái vùng ngay hỗ trợ rồi xong rồi sau đó cái tuần thông tin ra lại tích cực nha chị thông tin ra là tích cực khi mà các ánh mắt dầu dồn vào sự chú ý báo cáo tỷ lệ thất nghiệp của mỹ trong tháng 9 vừa qua thì lại có những thông tin tương đối tích cực khi mà tỷ lệ dự đoán là 4.2% và trước đó là vào trong tháng 8 đổ chống 4.2% thì tháng 9 thì là thất nghiệp lại giảm dạ. nha chị 4.1% đưa à, với cái điều với cái thông tin này thì à, thị trường chứng khoán Mỹ tăng một mạch 370 mấy điểm á, trong giai đoạn ngày thứ sáu thì khả năng rất cao là cái đội mà ôm lon á, à, ôm sọt qua đêm thì sẽ gặp một áp lực rất lớn vào ngày mai ha thì họ lại nghĩ là à, ok nó sẽ có khả năng nó sọt trong nó sẽ lon trong ngắn hạn thôi tuy nhiên là ngày mai thì vẫn sẽ tiếp tục nó lao xuống và đánh thủng 1270 nếu như thủng 1270 thì thị trường của chúng ta sẽ rủi ro hay chưa? Thị trường chung nữa chúng ta sẽ đi qua cái phần phân tích về index sau nha. Rồi bây giờ anh em mình thấy được tỷ lệ báo cáo thất nghiệp việc làm của Mỹ à, bây giờ nó sơ sơ đây ha, giảm thấp hơn so với cả tháng 8 lẫn cả tháng 7. Tỷ lệ việc làm của Mỹ tăng lên từ tháng chúng ta tính từ tháng tháng 6 ha. Tháng 4 là đang thấp này bắt đầu tăng trưởng lên tới tháng 5 sau sau đó giảm mạnh vào tháng 6 rồi tiếp tục quay trở lại tăng tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Thì tỷ lệ việc làm của Mỹ đang tiếp tục hồi phục tăng tốt và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng giảm. tỷ lệ việc làm tăng thì tỷ lệ thất nghiệp giảm là chuyện bình thường thôi ha. Thì đây cũng là một yếu tố dẫn đến câu việc là tỷ lệ mà Fed dự báo mà Fed giảm lãi suất 0.25% đang tăng lên 92.9% nha. Tỷ lệ mà Fed giữ nguyên lãi suất thì chỉ có 7.1% thôi. có nghĩa là anh em mình thấy được hơi hướng cái việc mà giảm lãi suất 0.25% vào tháng 11 sắp tới là tương đối là cao. Nếu như không có một cái yếu tố gì đó nó quá quan trọng hoặc là hoặc là nó quá bùng nổ xảy ra nhé. Thì hiện tại là Fed đang dự đoán là giảm khoảng 0.25. Ở đây là giữ nguyên nha chị, ở đây là giảm 0.25 ha. À, còn cái việc mà giảm 0.5 à, lãi suất thì có lẽ là ông ấy chưa tính tới ha. Khi ông, ông chưa tính tới cái vấn đề đó thì câu chuyện là giảm 0.5% lãi suất người ta đã bỏ qua rồi. Rồi nói ngắn gọn như vậy thôi. Chúng ta lại quay lại câu chuyện của Việt Nam mình. Thì anh em mình nhìn thấy được là hôm nay á à, một số báo sẽ đưa ra thông tin là GDP quý 3 chúng ta tăng trưởng 7.4% đúng không ạ? À? chúng ta quay lại cái câu hỏi hồi nãy là liệu thị trường của chúng ta dòng tiền đang đổ vào thị trường hay là dòng tiền của chúng ta đang rút ra khỏi thị trường. Thì trong vấn đề này trước khi trả lời câu hỏi đó, anh em mình nhìn thấy được trên cái bề mặt là tiềm thức có phải là hai tuần trở lại đây thanh khoản đang tăng lên đúng không ạ? Vâng, thanh khoản đang tăng lên. Có những thời điểm vượt trên 20.000 tỷ, 24.000 tỷ, 26.000 tỷ thì tới những cái ngày cuối cùng của tháng 9 à, của 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 tuần đầu tiên tháng 10 á nó mới có những cái nhịp thanh khoản nó giảm ngược xuống dưới đâu đó khoảng 15-16 000 tỷ, 17 000 tỷ ha. À, tuy nhiên là dòng tiền đổ vào hay dòng tiền rút ra không phải thị trường có giảm đỏ hay dòng tiền rút ra nha anh chị. Chúng ta sẽ coi cái dòng tiền đổ vào hay rút ra bằng một số những cái chỉ số như sau. Rồi anh à, em mình nhìn thấy thông báo GDP quý ba của chúng ta tăng trưởng 7,4% đang tương đối là tích cực đúng không? Và chúng ta nhìn qua câu chuyện là dự báo về đây là một số những cái kết quả được báo ra vào ngày 6 tháng 10, có nghĩa là ngày hôm nay. Thứ nhất là về à, tỷ lệ tăng trưởng GDP của chúng ta đây nha, tăng tốt hơn so với dự báo và tăng tốt hơn so với à, cùng kỳ của tháng trước, đúng không? Chúng ta tiếp tục tới cái thứ hai là chỉ số sản xuất công nghiệp của chúng ta cũng vậy cũng tăng tốt hơn dự báo và nó cũng tăng tốt hơn so với tháng trước. À, tới cái câu chuyện là tỷ lệ là lạm phát. Tỷ lệ là lạm phát của chúng ta lại giảm hơn so với dự báo và lại giảm rất nhiều hơn so với tháng trước. Chúng ta tiếp tục tới câu chuyện là bán lẻ. Đây là một cái yếu tố mà mình lại bỏ qua trong giai đoạn vừa qua khi mà lại đi bắt DigiWorld. Anh chị, mình đã biết được DigiWorld nó có những cái thông tin nó sẽ không tốt vào quý 3 này rồi khi mà bán lẻ nó sẽ không mạnh. Và quý 3 thông thường nó sẽ chạy mạnh vào quý 4 hoặc quý 1. À, và anh em mình thấy cũng rất rõ ràng. Chỉ số báo cáo về bán lẻ của chúng ta lại giảm hơn so với tháng trước. ha à. Tuy nhiên nó lại tích cực hơn so với dự báo nha chị nó lại tích cực hơn so với dự báo nó lại giảm hơn so với tháng trước đây là một yếu tố tương đối rủi ro hơn nhưng nó tích cực hơn với dự báo có nghĩa là nó tích cực vậy thì nếu như anh em đang đầu tư vào nhóm bán lẻ cứ yên tâm bởi vì cái tỷ lệ tốc độ mà bán lẻ chỉ số mà tiêu dùng bán lẻ của chúng ta đang tốt hơn so với các chuyên gia đang dự kiến và nó chỉ chênh lệch không bao nhiêu so với tháng trước đâu nha nên cứ yên tâm đó là lý do tại sao anh em mình thấy được nhóm bán lẻ nó giảm nhưng nó không giảm quá nhiều ví dụ như anh em mình bắt em ví dụ đi đi bắt lăn quanh 47 thì bây giờ nó cũng chỉ về tới 46 ha không có bao nhiêu hết chỉ có hai phần trăm nó chỉ cần quay lên thôi là chúng ta về bờ hoặc thậm chí chúng ta sẽ có lãi luôn và đây cũng sẽ là vùng chúng ta tạo đáy luôn bởi vì anh em đang kỳ vọng rất nhiều vào quý 4 của năm 2024 tốc độ bán lẻ sẽ tăng trưởng đúng không ạ rõ ràng bán lẻ sẽ tăng trưởng rất mạnh vào quý 4 và quý 1 của hàng năm rồi tới uh, du lịch thì du lịch chúng ta tạm bỏ qua ha du lịch chúng ta không đầu tư về hàng không À, mặc dù anh em mình thấy được uh, forecast 20% cũng vượt hơn dự báo và vượt hơn so với tháng trước này nhưng mà chắc là chúng ta đợi cuối năm đi có nghĩa là tới uh, tháng 10 hay tháng 11 gì đấy ha đó đó là câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta có về thông tin về uh, tình hình kinh tế hồi nãy những anh em đưa ra anh chị nhìn thấy được tích cực hay, hay tiêu cực đó? đối với cá nhân em thì em thấy tích cực nhưng mà đối với các anh chị nhà đầu tư mà có một góc nhìn uh, vẫn tiếp tục duy trì tiêu cực thì người người ta lại nói là tin ra là bán uh, kính thưa anh chị là đã bán cả tuần lễ rồi chứ không phải là nó kéo rất là mạnh và bây giờ tin ra mới bán nha ờ, thị trường của chúng ta đã có những nhịp điều chỉnh cả tuần lễ nay rồi thì đây là những thông tin rất tích cực nên đó là cái câu chuyện mà chúng ta hay nói về cái vấn đề mà nãy em có nói mở gấp tăng có nên mua hay không chút nữa mình sẽ đi vào cái phân tích vn index để xem coi trả lời câu hỏi này như thế nào nha rồi ha bây giờ tới cái câu hỏi quan trọng hơn đó là dòng tiền nó đang vào hay nó đang ra bước qua vấn đề này anh chị có thấy được dạo này tại sao nhóm cổ phiếu ngân hàng của chúng ta nó tăng rất mạnh không và dòng tiền đổ vào ngân hàng chắc chắn với chúng ta rồi không phải là dòng tiền nhỏ lẻ đúng không ạ không phải dòng tiền của cá nhân mang tính chất là 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 ngắn hạn khi mà dòng tiền lớn khi mà dòng tiền của cá mập khi mà dòng tiền của tổ chức đổ vào một cái nhóm leader thì dòng tiền này được xác nhận là một cái dòng tiền nó dài hạn và dòng tiền này chúng ta thấy được là dòng tiền mang tính chất là đầu tư cao hơn là tính chất đầu cơ đây là lý do tại sao mà tất cả các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng của chúng ta đều tăng hàng loạt chứ không phải là một số cổ phiếu ngân hàng than chốt giống như cái nhịp trước. Nhịp trước chúng ta thấy được là có CTG tăng, BIDV nó kéo tăng, một số cổ phiếu ngân hàng thương mại nó kéo tăng nhưng các cổ phiếu khác thậm chí là những cổ phiếu mà bên biên dưới của ngân hàng nó không tăng. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại tất cả các cổ phiếu của nhóm ngân hàng đều đều tăng, kể cả những ngân hàng mang tính chất là không có thanh khoản cao cũng vẫn tăng. Đó. Rồi, Bây giờ chúng ta sẽ đi qua câu chuyện để chúng ta trả lời. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của chúng ta diễn biến ra sao trong giai đoạn vừa qua? Ha. Theo dữ liệu của Cục Tổng cục Thống kê GSO thì anh em mình thấy được 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng tín dụng toàn kinh tế toàn nền kinh tế đạt đạt 4,45%. Có nghĩa là mỗi tháng tăng chưa được 0.8% nha anh chị. Chưa được 0.8 chúng ta sẽ lấy một cái bài toán là 4.45 chia cho 6 ở mức 0.74 thôi chứ được 0.8%. Nhưng đến cái ngày 17 tháng 9 thì tăng trưởng tín dụng đạt 7,38%. có phải là sau 3 tháng cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của chúng ta là 7,38 38 trừ cho 4,45? Rồi, chúng ta chia cho 3 tháng có phải là gần 1% một tháng không? Có nghĩa là tỷ lệ tức, à, cái tốc độ tăng trưởng tín dụng của chúng ta mỗi tháng sau cái 6 tháng 6 tháng đầu năm nó đang tăng trưởng hơn. Và đặc biệt kêu tố này anh chị mới thấy bất ngờ. Hết tháng 9 tín dụng tăng trưởng 8.53%. Đây là tất cả thông tin này là theo cục thống kê GSO em lấy hết nha, chứ không phải thông tin tàu lao em đưa lên đây ha. Thì tính tính hết tháng 9 tín dụng tăng trưởng 8.53%, 17 tháng 9 tăng tới 7.38%, có phải là sau 2 tuần tức là tính tăng trưởng nhũ của chúng ta hơn 1%. Hơn 1% trong vòng 2 tuần của tháng 9 tăng hơn 1%, có nghĩa là anh chị thấy được đang có một dòng tiền bơm ra nền kinh tế chúng ta rất rõ ràng bằng những cái số liệu thống kê này. Nhá, bằng những cái số liệu thống kê này. Vậy thì đó chính là lý do tại sao cổ phiếu ngân hàng của chúng ta đang được focus vào rất tốt. Bởi vì hai yếu tố mang lại lợi nhuận của nhóm ngân hàng thôi. Một là liên quan tới cái vấn đề tăng trưởng tín dụng. Đúng không ạ? Hai là liên quan tới niêm. có nghĩa là chênh lệch về cái phần trao, chênh lệch về lãi suất tiền gửi và cho vay. Ha. hiện tại anh em mình thấy được là thị trường của chúng ta đang có sự kích thích nền kinh tế nên cái tỷ lệ nên cái tỷ lệ mà 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 tiền gửi á bắt buộc phải ở cái mức thấp ha. và tỷ lệ à, đang 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 nâng cao lên và cái tỷ lệ cho vay ra để sản xuất tiêu tiêu dùng sản xuất kinh doanh bắt buộc phải để giữ cái mức thấp để giữ được cái nền kinh tế nó tốt và người ta không bị liên quan nhiều tới nợ xấu đúng không? thì anh em mình thấy được bây giờ vấn đề còn lại là vấn đề liên quan tới tín dụng thôi và tín dụng của chúng ta đang đi theo đúng cái lộ trình đó là lý do tại sao dòng tiền nó đổ vào ngân hàng rất mạnh. Vậy thì chúng ta còn đầu tư vào ngân hàng được hay không? Xin trả lời với chị là được. Nha, được. Rồi, mục tiêu của ngân hàng nhà nước đưa ra cho tới hết năm nay thì ít nhất phải đạt được nha, ít nhất nha chị phải đạt được 11%. Có phải là còn tháng 10, tháng 11, tháng 12. 11% thì chúng ta còn khoảng gần 3% nữa. Đúng không? Bây giờ 8.53 rồi. Chúng ta còn khoảng 3% nữa ha. Ví dụ như 11% thì mỗi tháng của chúng ta cũng phải tăng trưởng được một phần trăm nữa nhưng mà anh em mình thấy được mới hai tuần lễ thôi vào tháng 9 nó đẩy ra dòng tiền ra rất mạnh vậy thì từ đây cho tới cuối năm liệu nó có đạt được 11 hay là nó vượt hơn mục tiêu lúc nào cũng vậy mỗi năm mục tiêu 14 15 10 phần trăm không à nhưng mà cứ đạt được 11 là đạt yêu cầu thì yêu cầu chúng ta đạt 11 phần trăm tính tính tới điểm hiện tại thì em đang thấy lộ trình nó đang đi đúng hướng ha thì dòng tiền nó đang đổ ra nền kinh tế nha dòng tiền đang đổ ra nền kinh tế tuy nhiên dòng tiền nó có đổ vào chứng khoán hay không thì đây là một câu chuyện nữa nó sẽ đổ ra tất cả các nhóm ngành nó sẽ đổ ra sản xuất kinh doanh tiêu dùng và đặc biệt là một vấn đề rất là quan trọng nữa cái vấn đề mà nhiều anh chị nhà đầu tư nhóm bất động sản đang kỳ vọng đó là có một cái chính sách nới lỏng về chính sách tiền tệ của nhóm ngân à nhóm bất động sản có thể sẽ là một cái gói kích thích cho vay hoặc có thể đây sẽ là một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề giải ngân tính dụng đặc biệt của những doanh nghiệp mà đang có nhu cầu về vay vốn để tiếp tục dự án À, thì hai yếu tố này là hai yếu tố sắp tới à, xem thử coi chúng ta đang có những chính sách nào hay không. Nếu như chúng ta sẽ có một cái chính sách giống như Trung Quốc đang làm thì chúng ta thân thấy được là tại sao Hồng Kông và Trung Quốc đang tăng rất mạnh như vậy. Thì anh chị em biết được là ngân hàng Trung ương Trung Quốc à, đưa ra một cái thông báo là tất cả các ngân hàng thương mại yêu cầu phải giảm tiếp tục 0.5% lãi suất đối với các dự án bất động sản trên toàn cả nước mà được phép bán hàng. Nha, em đang nói là được phép bán nha. Còn những cái doanh nghiệp mà chưa có pháp lý để bán nó khác nha anh chị. Chúng ta đang thấy chứ không phải là chúng ta cứ thấy doanh nghiệp nào bất động sản cũng là nó tăng, nó sẽ có một cái dòng tiền đổ vào đều, tuy nhiên là những doanh nghiệp nào nó có dự án đang bán và đang sắp sửa mở bán và đủ pháp lý để bán thì những doanh nghiệp đó mới là những doanh nghiệp mà chúng ta đang có khả năng đầu tư và tăng trưởng cao ha. Còn một số những doanh dự án mà chỉ có giấy phép xây dựng nó khác với lại đủ pháp lý bán nha cả nhà phải chú ý nha. Giấy phép xây dựng nó không phải là cái giấy phép mở bán và pháp lý được bán ha, phải làm rõ cái vấn đề đó nha. Rồi Tuy nhiên là trong doanh nghiệp đó có những dự án nào đang mở bán hoặc là sắp sửa mở bán mà đủ pháp lý rồi thì chúng ta cứ đầu tư bình thường cũng sao hết. Nha, đó là cái vấn đề chúng ta đang nói tới. Rồi, đây là những cái yếu tố mà liên quan tới cả tình hình uh, vĩ mô của Mỹ giai đoạn thứ thứ sáu và tình hình của chúng ta trong giai đoạn ngày hôm nay là ngày 6 tháng 10 là những cái thông tin mà cập nhật uh, tương đối là cụ thể cho cả nhà nha. Thì cái yếu tố này là yếu tố mà em đánh giá là chúng ta cần phải uh, chú ý ha, cần phải chú ý để uh, đưa ra quyết định đầu tư cho nó hợp lý rồi bây giờ tới qua phần thứ hai là thị trường của chúng ta liệu hồi lên rồi bán hay là chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư mua vào ha thì nãy em đang nói rất rõ rồi đúng không dòng tiền thì như thế nào tỷ lệ tại sao ngân hàng nó tăng mạnh như vậy thì dòng tiền nó có luân chuyển qua hay không thì chúng ta đang cần cái gì cần một cú hit đúng không thì tại sao bán lẻ lại có những cái vấn đề giai đoạn vừa qua như vậy thì như thế này thì tại sao... rồi những cái thông tin vừa qua về tình hình kinh tế vĩ mô nó đang tích cực hay tiêu cực anh em mình cũng thấy rất rõ rồi ha được bỏ qua câu chuyện là tin ra để bán đi nha cả nhà, nhà. bán cả tháng này rồi ha <laughs> chứ không phải là mới bán để thôi ra là bán nha ấy nó bán cái tuần này chứ không phải là cả tháng này nó bán cái tuần này rồi nha rồi bây giờ à, mình tới cái phần thứ hai à, cái phần mà cũng tương đối là quan trọng là tại sao tháng 10 à, đầu tuần đầu tiên của tháng 10 nó giảm mạnh như vậy và nó đã rủi ro hay chưa nha xóa này vẽ nhìn vô rối đấy thấy gì hiểu gì đâu rồi anh em mình thấy được thông tin thế giới tích cực Việt Nam tăng trưởng tín dụng tích cực vậy tại sao cái tuần của tháng 10 nó lại giảm như vậy đặc biệt là anh em mình thấy 1 2 3 4 5 năm cái nến ha hai cái ngày đầu tuần tăng rất là tốt đây là cái cây mà 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 đây là cái cây mà thử thách uh, vượt ngàn ba này xong rồi cái cây test lại mà ngân hàng nó tráp ngày thứ năm này đúng không anh em mình nhìn thấy hai cây này mặc dù giảm như vậy nhưng tài sản của anh em có giảm nhiều không xin thưa là không chỉ có giảm mạnh của nhóm bất động sản vào ngày thứ năm và chứng lại vào ngày thứ sáu bất động sản tăng mạnh vào ngày thứ năm quay xe giảm bớt vào ngày thứ năm và giảm một tí vào ngày thứ sáu vậy thì ngân hàng à, nhầm ngân hàng nha chị rồi vậy thì thị trường của chúng ta về đây liệu sẽ rơi luôn hay là nó sẽ bật lên thì nếu mà nhìn trên phương án đồ thị kỹ thuật á chúng ta sẽ so sánh hai góc nhìn nha phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đi nếu nhìn trên phân tích kỹ thuật thì ở vùng này là vùng hỗ trợ rất mạnh cho chị đầu tư luôn và đặc biệt là ngày mai nó sẽ có khả năng nó bật rất mạnh tại sao? Thông tin vĩ mô về Việt Nam rất tốt. Thông tin dữ liệu việc làm của Mỹ rất tốt. Rất nhiều anh em upshot vào cái phiên ngày hôm thứ sáu. Đó, đây là những cái yếu tố mà nhìn thấy và đặc biệt là có một cái tín hiệu nữa mà tín hiệu này tương lai em sẽ kể cho ngài nhà nghe. Vẫn có một tín hiệu nữa là vẫn hôshot. À thì tín hiệu này là tín hiệu rất là quan trọng mình đôi khi mình sẽ lấy cái chỉ báo này mình coi có một gì có một cây uh, à, phải có một bạn nào đó nè nhưng mà vẫn có hô sập và bạn này vẫn có hô sập thì trường nó vẫn chưa sập cái này bảo là khi nào bạn này hô tăng thì trường nó mới tăng <laughs> rồi rồi chúng ta quay qua cái câu chuyện tiếp theo ha rồi chúng ta thấy được là à, diễn biến của chúng ta đang ở cái giai đoạn là tích lũy biên độ chặt dần đúng không và nó đang có hơi hướng là về hỗ trợ thì cái việc vùng hỗ trợ này rất là mạnh cái việc nó bật lên chung đây là hoàn toàn có thể xảy ra trong ngày mai rồi vậy thì quay trở lại với câu chuyện là tại sao nó giảm như vậy anh em mình biết được cái lý do rất là đơn giản cho tới ngắn hạn à, ngắn hạn nhất hiện tại có phải là liên vấn đề liên quan tới trung đông không trung đông nó đang có những cái diễn biến cực kỳ khó khó chịu nha anh chị có nghĩa là liên quan tới việc là khả năng có thể dẫn tới cái việc chiến tranh mà lan rộng ra ở một số các quốc gia liên minh và đồng minh nữa thì có thể là diễn tới cái câu chuyện là anh nhà, các nhà đầu tư thì hay lo sợ là diễn tới cái việc mà chiến tranh mà mang tính chất là uh, có sự uh, có sự hợp tác của các cái quốc gia khác thì nó, nó 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 nâng cao lên cái vấn đề rủi ro của an ninh thế giới nên có thể dẫn dẫn ra tới câu chuyện là chiến tranh thế giới thứ ba đó mọi người đang sợ cái vấn đề đó thì chúng ta đang thấy được là sau khi mà mà Iran bắn tên lửa qua Israel thì cũng đã chững lại rồi ha những cái ngày vừa qua cũng đã chững lại rồi tuy nhiên thì mỹ và israel cũng quyết tâm sẽ không bỏ qua vụ này vấn đề là họ vẫn không bỏ qua vụ này và họ đang hướng tới nhắm vào cái cơ sở dầu khí của iran cơ sở mà quan trọng để có cái nguồn thu về tài chính đó là lý do tại sao trong tuần vừa qua à, em báo trên chị nhà đầu tư là mua vào cổ phiếu dầu khí ha thì cái yếu tố này là cái yếu tố mà mình cũng đánh giá là tương đối là cần thiết cho giai đoạn ngắn hạn. Ha, cần thiết là trong giai đoạn ngắn hạn. Đây, ngay cái ngày mà ngay cái ngày mà Iran uh, phóng tên lửa tầm xa tới Israel ha, thị trường tài chính đỏ lửa thì chúng ta đã vào dầu khí thì đây là câu chuyện mà chúng ta không phải đánh ngắn hạn nha chị, đối với dầu khí thì không đánh ngắn hạn. Bởi vì đối với dầu khí thì chúng ta đang đang neo ở cái vùng giá rất thấp, kể cả dầu thô và kể cả giá dầu của Việt Nam của mình luôn, thì đang ở vùng giá rất là thấp. Vậy thì bây giờ chúng ta khi mà nó đang ở vùng giá thấp như vậy và chúng ta đang có những cái thông tin rụt, rụt 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 về cái vấn đề là có khả năng giá dầu nó tăng thì chúng ta cứ đi nằm qua cái nhóm đó, đó, đó cái này, nhóm phòng thủ cái đó, đó ha. Anh chị có thể là mua hai mã ba mã cho lên nhưng mà đối với em một nhóm ngành chúng ta nên đầu tư một mã rồi ha. Lựa qua mã nào nó mạnh nhất chúng ta có thể là BVS, chúng ta có thể là BVD, chúng ta có thể là BSR hoặc thậm chí là BVC tùy mọi người nha hoặc là BVB ống bọc dầu khí. Tuy nhiên cái mã đó thành khoản không cao rồi đó là cái yếu tố dẫn đến câu chuyện là tại sao trong giai đoạn cái tuần vừa qua chúng ta đang thấy có một cái áp lực giảm điểm như vậy rồi cái yếu tố thứ hai liên quan tới vấn đề à, à, về thông tin nữa thì anh em mình thấy được là cái yếu tố vào cuối tuần nó ra tỷ lệ thất nghiệp đúng không thì mọi người đang lo sợ là tỷ lệ thất nghiệp à, sẽ tiếp tục tồi tệ sẽ dẫn đến việc à, ông Pompeo, ông sẽ tiếp tục giảm mạnh lãi suất đấy nhưng mà tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta đang tương đối tốt à, tỷ lệ thất nghiệp của mỹ đang tương đối tốt và câu chuyện là mỹ đang tăng rất là tốt vào cái ngày thứ sáu vừa qua thì cũng gây áp lực đối với cái đội cầm sọt trong giai đoạn ngày thứ sáu rồi ha rồi tới cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta mang tính chất là thuyết âm mưu nhiều hơn đi thì nếu như mà phân phối ở đây á, anh chị có nghĩ là uh, chúng ta tạm gọi là nhà cái hay nhà tạo lập gì đó ha có nghĩa là họ bỏ ra rất nhiều tiền để họ kém ngân hàng lên xong rồi sau đó họ xả hàng ra để họ tự ấp vào mình không? và cái và những cái thời điểm trước có phải là thanh khoản nó chỉ có khoảng mười mấy mười mấy ngàn tỷ thậm chí là mười ngàn tỷ không thì cá nhân đâu có nhiều và họ bỏ rất nhiều tiền rồi họ kéo lên tới hơn hai mươi ngàn tỷ thì cá nhân đã vào nhiều hay chưa em nghĩ là chưa đâu bởi vì còn rất nhiều anh em còn hô sập mà và thậm chí là cái giai đoạn vừa qua rất là nhiều tim báo bán giai đoạn vừa qua rất nhiều team báo bán luôn ha thì khi mà tất cả thị trường đồng loạt hồ hởi nó bứt phá có nghĩa là nhịp thứ hai tiếp theo nếu như mà nó phá vỡ một ngàn ba để đi lên tất cả các room, tất cả các thị trường đều hô ở đây chính là cái vùng uptrend rồi, uptrend rồi thì khi đó chúng ta mới cần phải cảnh giác ở trên khung đồ thị daily và trên khung đồ thị weekly luôn. Đây từ, từ đây tới đây chúng ta còn mấy tuần nữa, chúng ta đang còn khoảng 1 2 3 4 5 tuần nữa lễ nữa. Đúng không? 5 tuần lễ nữa là chúng ta tới được cái vùng này vùng eo mây mỏng này đó vậy thì bây giờ nếu như họ muốn ép ép bán anh chị ra hoặc là họ up á thì họ đâu có đánh kéo ngân hàng hàng loạt lên như vậy và họ cũng đâu có kéo tất cả các nhóm khác nó lên hàng loạt như vậy xong rồi họ lại tự up và họ không okay. có nếu như mà có thì họ phải giữ được cái tốc độ thanh khoản luôn cao nhưng giá cổ phiếu của chị không tăng nữa đây là cái yếu tố chị phải nhớ nha tốc độ cái thanh khoản giao dịch rất cao liên tục nhưng mà giá cổ phiếu của chúng ta không tăng được nữa thì đó mới là yếu tố phân phối còn anh chị thấy được giai đoạn vừa qua thanh khoản đôi khi nó còn nhỏ cổ phiếu mình còn tăng thanh khoản nó tăng cổ phiếu mình cũng tăng uh, giá cổ phiếu nó giảm thanh khoản nó tụt nó khác hoàn toàn so với cái, cái câu chuyện là chúng ta hay nói phân phối đúng không phân phối là sao phân phối là họ phải ra được hàng giá cao mà anh chị luôn luôn nghĩ là giá nó giá còn thấp thì đó mới là yếu tố phân phối ha còn bây giờ chưa có gì phân phối cả nếu như họ muốn phân phối họ phải đánh lên cho anh chị cảm giác được là bây giờ thời kỳ làm giàu tới ồn in thôi tất cả ồn in thôi thì khi đó chúng ta mới rủi ro ha thì rủi ro đó nó sẽ dẫn tới uh, câu chuyện là qua năm tuần nữa thì qua năm tuần nữa nha. Yeah, chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề đó thì từ từ từ, từ chúng ta sẽ đến cái vấn đề đó rồi à, vậy thì bây giờ mình quay lại à, thị trường của chúng ta nãy giờ đang nói về tích cực không à không nói về rủi ro đúng không vậy thì có rủi ro hay không xin trả lời bên chị là có rủi ro của chúng ta nằm ở đây nè rủi ro của chúng ta nằm ở khách sạn của khung uh, tuần này. Qua tuần sau thì thị trường của chúng ta mở khách sạn. Đây là yếu tố dành cho bìm bịp uh, hô sập rất nhiều ha, trong vòng 2 tuần. Bìm bịp sẽ hô sập rất nhiều trong giai đoạn này bởi vì họ không bắt được những cái vùng giá ở đây. Họ cũng không bắt được ở những vùng giá dưới này. Và họ lại phải đi đu ở những vùng giá này. Xong rồi nó sập, họ bảo là họ đúng rồi tại vì lên trên ngàn ba này họ không mua mới lạ họ không mua thì uh, nếu mà họ không mua thì chỉ là bên ngoài họ nó không mua thôi chứ bên trong họ bấm mua ha, chị nha đó rồi nói vui vậy thôi thì trường của chúng ta vẫn đang say quay trong cái biên độ tích lũy hẹp dần nha đang cái biên độ tích lũy hẹp dần lại ở đây ha anh em cũng thấy rồi bây giờ yếu tố cái vùng hỗ trợ này tương đối là quan trọng thì khi nào chúng ta thấy phá vỡ cái vùng này và cái rủi ro ở ở đâu À, thì em thấy là rủi ro chúng ta nằm bên này. Bây giờ tới đó chúng ta còn 1 2 3 4 5 6 phiên nữa. Còn 6 phiên nữa thì mới tới cái cái vùng rủi ro này. Vậy thì 6 phiên nữa nó sẽ dẫn đến như thế nào? Nếu như trong vòng từ đây cho tới 6 phiên nữa có nghĩa là hết tuần sau thì trường của chúng ta nó tăng lên tới đây và nó vừa qua cản 1 1286 tuyệt vời. thậm chí là 1288 rất tuyệt vời luôn, thị trường chúng ta sẽ quay lại 1300 và thậm chí đánh phá luôn và cái vùng rủi ro này sẽ là một cái vùng mà chúng ta phải phải sợ trong cái tuần sau nữa cái, cái tuần thứ ba của tháng 10 thì anh em biết được là tuần trước em có ghi là hai tuần tới ra báo cáo tài chính tránh tuần cuối cùng thì cái tuần mà ra báo cáo tài chính á, nó sẽ không có phải là cái tuần nó bán xả hàng loạt nó sẽ còn nó sẽ là cái tuần điều chỉnh chung của thị trường và những nhóm cổ phiếu nào đang có tín hiệu tốt về một báo cáo tài chính nó sẽ chạy trong cái tuần báo cáo tài chính đa số là như vậy ha còn khi nào nó rủi ro lắm á, thì anh chị mới thấy được là nó có yếu tố nó xả hàng loạt khi mà thị trường của chúng ta liên quan tới mặt vĩ mô và mặt về mặt chỉ báo kỹ thuật nó xấu luôn thì mới như vậy còn hiện tại đây là một cái nhịp correction cần thiết để cho các nhóm cổ phiếu có câu chuyện về báo cáo tài chính nó sẽ chạy trong giai đoạn cái tuần hai tuần của tháng 3 và thậm chí là cái tuần cuối cùng của tháng tháng mười nha mà cái tuần cuối cùng của tháng 10 mà đã ra rồi thì câu chuyện nó hết vị rồi ha nó hết vị rồi thì khi đó mọi thứ bức tranh nó đã rất rõ ràng đã rồi nhá. thì dự báo ở trong cái cái uh, quý 3 này thì một số cái cổ phiếu được hưởng lợi thì có thể là sẽ là nhóm tự doanh của chứng khoán. Còn uh, chứng khoán nên chỉ chị biết được là cái uh, cái tháng uh, cái quý 3 vừa qua thành khoản nó tương đối thấp né. nó chỉ có mới bùng nổ lên một vài uh, phiên uh, cuối tháng 9 thôi. Thì cũng là tương đối tích cực rồi. Nó cũng sẽ là một trong số những yếu tố mà chúng ta đang cần quan tâm đó là nhóm chứng khoán. Nhóm thứ hai chúng ta thấy được là nhóm chắc chắn rồi ha, đó là nhóm ngân hàng. Khi mà nãy từ đầu phiên em có chia sẻ cho mọi người là liên quan tới tốc độ tăng trưởng tín dụng đang rất tốt. Thì yếu tố ngân hàng sẽ rất cao. Vậy thì ngân hàng còn sống hay không? Còn. Ngân hàng còn sống này có sập được hay không? Không chim lợn có mua ngân hàng không? Không, chim lợn mua gì? Chim lợn không mua gì hết, chỉ hô sập thôi. Bởi vì họ mua hô sập thì xuống dưới họ mới đúng. Còn nếu như họ hô tăng, bây giờ họ đang hô sập, nó tăng lên, họ kêu tăng thì lại không được. Và họ sẽ không có cơ sở dữ liệu để họ phân tích tại sao ngân hàng nó tăng. Và tại sao chứng khoán nó tăng chứ không có sập. Nha, thì tại sao lại sập? Không có tới hiện tại, tới thời điểm hiện tại mình chưa thấy cái vấn đề nào để dẫn tới câu chuyện thị trường nó sập cả. Thật. Cố gắng tìm luôn nhưng mà cũng chưa thấy được nhưng mà một hai tháng tới thì có thể ha, à, một hai tháng tới có thể nếu như cái vấn đề liên quan tới chính trị của Mỹ và cái vấn đề liên quan tới uh, cái tình hình tài chính của thế giới nó có biến động mạnh. Ví dụ anh chị em mình thấy được hiện tại đang có cuộc uh, bầu cử của của Mỹ đúng không? Và ngày kết thúc là ngày 5 tháng 11. Thì nó lại cái gì đó nó hơi hướng mình cảm thấy nó hơi hướng đồng pha với cái nhịp uh, cái tuần mà giảm điểm trong năm tuần tới đúng không? Nó cũng hơi hướng vào cái tuần đầu tiên của tháng 11, tuần cuối của tháng 10, tuần đầu của tháng 11. Vậy thì tới cái thời điểm đó nếu như có vấn đề gì đó thì mình cứ ra đi nha thì bây giờ tới đó đảm bảo như vậy mọi người là 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 cái tình hình tài chính của Mỹ nó sẽ không có biến động quá mạnh đâu một nó cũng sẽ không bật tăng lên quá mạnh và nó cũng sẽ không có sập quá mạnh chỉ khi nào mà gần tới cái vấn đề đó gần tới cái ngày đó thì chúng ta mới thấy được cái biến động nó rõ ràng ví dụ tình hình điều hình điều hành lãi suất hiện tại và tình hình uh, tài chính hiện tại như như thế này thì hiện tại cái lợi thế đang nghiêng về đảng dân chủ đúng không? nếu mà bà Kamala Harris thắng cử thì có vẻ là những chính sách hiện tại của ông Biden và bà Harris nó đang rất tốt, thị trường chứng khoán tốt, chính trị tốt, kinh tế tốt. ha, nhưng mà nếu như ông Trump thắng thì có phải là có một cái sự đảo ngược lại chính trị, ông, tất cả mọi thứ nó phải thay đổi lại hết. ha, nhưng mà mình đang có những thông tin tương đối là là đa chiều ha, một số các uh, người bạn ở bên kia sống thì họ lại thấy được họ bảo là bây giờ sự ủng hộ đang nghiêng về ông Trump rất là cao còn một số các anh em báo chí thì lại kêu là bây giờ sau khi bà Harris thay ông Biden thì tỷ lệ ủng hộ bả lên lại lên cao có nghĩa là mình cũng không biết được vấn đề xảy ra cái chờ tới xác đó thì mình tính được mình ở Việt Nam mình ăn cơm Việt Nam thôi mình không biết được bên đó chịu gì hết nhưng mà một số các anh em sống và làm việc ở đó thì kêu là ông Trump ở bên đó đang được ủng hộ nhiều lắm đó, kiểu kiểu như vậy thì chúng ta phải xem thử nha có thể là khi mà ông Trump lên có một gì đó một sự dịch chuyển thay đổi hoàn toàn về hệ thống luôn có thể crypto khi ông đang focus vô nó sẽ tăng rất mạnh tuy nhiên là hệ thể tình hình tài chính và tiền tệ và chứng khoán của Mỹ nó sẽ có một sự lặp lại ha một sự thay đổi lại về cái bức tranh toàn diện hết nha rồi cái đó là mình nói sơ sơ thôi rồi bây giờ mình quay trở lại cái thông tin là ngày mai nếu như kéo xanh có mua hay không thì tổng hợp các cái dữ liệu mà nãy em chia sẻ cho mọi người rồi và thị trường của chúng ta ngày mai nó sẽ mở khách sạn ra ở cả khung H1 này. Nha, cả khung H1 của chúng ta mở ra trong vòng một ngày rưỡi. Cộng với lại cái việc là đồ thị ngày của chúng ta nó đi về cái vùng hỗ trợ biên dưới. ha Biên trên nâng lên 1286. Thì trong cái biên độ này chúng ta sẽ thấy được nó sẽ đi vào cái biên độ sideways. Thì từ 70 mà lên tới 85 chúng ta đang tăng được 15 điểm. Nha chị, nếu mà sự quay trở lại của nhóm cổ phiếu vua của chúng ta quay trở lại thì việc tăng 15 điểm là rất bình thường. Vậy thì nếu như anh chị nhà đầu tư uh, ngày mai kéo xanh chúng ta có nên mua hay không? Thì đối với góc nhìn của em á à, Khi mà tổng hợp một số những cái dữ liệu như thế này á Thì cái yếu tố rủi ro của chúng ta gần như là nó không phải là bằng không Tuy nhiên là nó cũng sẽ à, tạm thời được hạn chế bớt Chúng ta có đủ khả năng đánh được một nhịp T cộng Thì tại sao là như vậy nha Anh em mình nhìn thấy đi về biên dưới rồi Nó khả năng nó đi về bên trên là rất cao Tuy nhiên là khi mà đi về biên trên này Nó sẽ có hai hơi hướng Một là nó sẽ phá vỡ cái vùng cản này Để nó xuyên cái vùng khe này nó đi lên thì chúng ta phá vỡ hoàn toàn cái mô hình sideways này cũng như là đi về mây thoát mây đi lên nó sẽ thành uptrend trở lại luôn hai là nó đi về tới cái vùng cảng này thậm chí nó rướng lên tới mây này xong rồi sau đó nó quay trở lại nó đóng cửa dưới đây thì nó lại tiếp tục quay lại câu chuyện nó giảm về đây tiếp tiếp tục cái mô hình sideways đâu vậy thì cái tuần sau là tuần rất quan trọng tại sao trên cái bộ công cụ của em đo thì cái tuần sau là cái đáng lẽ cái tuần trước là cái tuần tạo tiền đề để thị trường của chúng ta bật rất mạnh nha chị cái tuần này nè là một cái tuần tạo tiền đề để bật rất mạnh Tuy nhiên cái tuần này nó có một cái sự ảnh hưởng liên quan tới sự biến động về Trung Đông nên anh em mình thấy nó giảm rất là mạnh. Thì đây mình không biết đây là cái việc giảm để họ cố tình họ ép chúng ta ra hàng để bật lên tăng hay không. Thì câu trả lời của cái tuần tiếp theo này sẽ là câu trả lời rất rõ ràng. Nếu như cái tuần tiếp theo này anh chị thấy được tới ngày thứ năm và ngày thứ sáu á mà nó bất bứt phá nó vượt qua được cái vùng cái vùng giao, giao găm này nè anh chị. Thì đừng có chần chừ nha anh chị, đừng có chần chừ nữa, mua thật là mạnh, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu mua thật mạnh đi bởi vì cái tuần cái tuần sau á là cái tuần tiền đề để xem thử coi thị trường của chúng ta có tiếp tục bứt phá lên hay không nó có phủ nhận lại cái nhịp rũ bỏ này hay không à, hay nó xác nhận đây là nhịp rũ bỏ hay không hay là nó là bull trap thì anh em mình thấy được nếu như mà nó kéo lên như đây nó vượt lên đây được và kết tuần nó nằm đây cái tuần nó phủ nhận chỉ cần nó chỉ cần nó nằm trên 1288 thôi là nó phủ nhận được hoàn toàn cái cây nến rũ của ngày hôm nay rồi của cái tuần này rồi để lên biên trên nha thì vào hãy, hãy vào rất nhanh và mạnh Nhanh và mạnh nha Tuy nhiên Cái tuần ừ. tiếp theo này nếu như Anh em mình nhìn thấy được là nó lên tới vùng này thôi Nó không lên được nữa và nó quay xe Nha chị Và nó thủng 1.275 Thì chúng ta chia tay Chia, chia tay sớm bắt đầu khổ đi Đó Bởi vì nó cũng sẽ có hơi hướng như thế này lại tiếp tục sẽ đảo à? đây là yếu tố mình đang rất là lo lắng à. nên cái vấn đề then chốt của cái tuần này rất là quan trọng và cái bộ chỉ báo nó mình nhìn thấy được luôn cái tuần này chỉ cần phủ nhận lại được cái cây nến giảm của tuần trước thôi và nó quay xe lên thôi là nó sẽ có những cái nhịp bật tăng rất mạnh luôn phải gọi là rất mạnh nha anh chị rất mạnh à, ngược lại nha ngược lại nếu như mà nó đi theo chiều hướng này thì anh em mình nhìn thấy được là nó sẽ rất khó để vượt ngàn ba trở lại được nữa và thậm chí là chúng ta lại phải cần những cái thời gian tích lũy rất đâu nên cái tuần nên cái tuần thứ hai của tháng 10 này cái tuần đó có tài chính này là cái tuần rất là then chốt của cái nhà luôn và đặc biệt là của bản thân mình luôn và của team và đồng đội mình luôn ha thì xem thử như thế nào nha anh chị còn cái việc mua bán cổ phiếu thì anh chị cũng biết rồi bây giờ anh chị coi livestream thì cũng biết em rồi ha thì tính tới cái ngày thứ năm tuần trước là coi như là xong rồi hết hàng rồi chỉ còn có một phần để lại nếu như cần mua ngân hàng thôi khi mà ngân hàng nó quay lại điều chỉnh đúng ví dụ đặc biệt là hai cổ phiếu đó là techcombank vẫn đang chờ đợi mua lại 238 và 24. Đây ha. Tích công bằng. Một cái mã thứ hai của nhóm ngân hàng mà trong tim nắm đó là EB. Có nhiều lắm nha chị, có nhiều cả cổ phiếu lắm nha chứ không phải là không ha, có rất là nhiều. À... nhưng mà bên mình chỉ nắm hai cổ phiếu thôi EB và Techcom. À, tại vì cùng một số lý do. Còn các anh em đánh MB, các anh em đánh ACB cũng vậy cũng về tại sát hỗ trợ hết rồi nè. Có nghĩa là nhóm ngân hàng nó gây áp lực cho anh chị nhà đầu tư trong ngắn hạn để nó về vùng cân bằng sau đó nó sẽ có những nhịp bật cần thiết để kéo thị trường lên lại nên không lo đây là lý do tại sao mà trong tuần trước anh chị thấy được khi mà em hô bán hô rất là mạnh đúng không chỉ có chờ 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 thôi nhưng mà hô mua hô mua rất quyết liệt nhưng mà tại sao dạo gần đây mua rất là quyết liệt nhưng mà không bao bán tại bán trước đó rồi mình cũng biết là bán trước đó rồi và bán 1 phần 2 bởi vì mình vẫn đang kỳ vọng thị trường của chúng ta vẫn sẽ phải đánh vườn 1.300 mới cho mấy ông chim lợn mua được có nghĩa là muốn phân phối được, muốn xả hàng được và muốn giảm mạnh nó phải đánh vượt 1.300 luôn. Nó phải đánh vượt luôn. Và nó cho chúng ta thấy được là thị trường đang rất đẹp rồi, uptrend hết rồi. Mọi người không có gì để bàn cãi hết rồi mới mua. Tất cả các bộ chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy nó tăng hết rồi. Thì khi đó mới là lúc của chúng ta nguy hiểm. Nha, pháo phá được trên này luôn. Tất cả các bộ chỉ báo kỹ thuật đấy. Ôi, tăng rồi, còn gì nữa? Bây giờ ông nào cũng tăng rồi, không mua là không mua là có lỗi với vợ con là khi đó mua xong sẽ có, có khả năng là sẽ có lỗi với vợ con nha yeah. giống như anh phát đã có chia sẻ rồi chờ khi nào nó vượt lên gần ngàn tư đi rồi mấy anh kia nó mới mua thì khi mấy anh kia nó mua thì thị trường nó mới sập <laughs> thì đó ha thì đó vấn đề là như vậy ha mình cũng thấy được rất rõ ràng rồi ha khi mà họ muốn ra hàng khi mà họ muốn đạp mạnh thì họ phải cần một yếu tố phô môi cao ha hiện tại mình thấy phô môi chưa cao lắm đâu rồi ha vậy thôi chào mọi người hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo Video này đến đây là hơi dừng rồi ha, cũng hơi dài ha. Nói chung mình nói nhanh nhanh mình cũng nói qua xạo quá ha. Bye bye ngày cả nhà nha. Hẹn gặp lại mọi người. Nếu thấy yêu mến và thấy những thông tin nó giá trị và vô ích thì có thể để lại một lượt like, một lượt share hoặc là một cái nút đăng ký kênh nha chị. À, để lại lượt like để ủng hộ tinh thần cho tụi em ha. Một lượt like của anh chị nó có nó có quý giá rất nhiều đối với tụi em nha. Một lượt like YouTube sẽ đánh giá là những cái thông tin và những cái nội dung như thế này nó có giá trị và nó mang lại được nhiều cái yếu tố tích cực hơn cho cộng đồng nha anh chị. Cảm ơn cả nhà ha. À, yêu mến hơn thì có thể mở tài khoản tại S chào quý vị đầu tư hẹn gặp lại bye bye see you